Mình bắt đầu buổi họp ngày hôm nay nhé mọi người nhá. Thì vấn đề đầu tiên là tổng kết của tuần trước. Thì tuần trước mình có 3 điểm. Đó, điểm thứ nhất là điểm mình tương tác với cả nhóm lên thuyết trình. Thì nhóm mình có đặt ra 2 câu hỏi và được 10 điểm. Nhưng mà Lan Anh và anh Thắng ạ không làm bài tập trên LMS nên là mỗi người bị trừ 2 điểm, nên cái này mọi người rút kinh nghiệm là team mình chỉ còn 6 điểm thôi. Thì tuần này mọi người rút kinh nghiệm cho em nhá. Còn điểm thứ hai là mình cái video mình gửi lên lên cho thầy là mình được 9 điểm. Còn bài thứ ba là cái thứ ba thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà cái đấy thầy có ghi là bài bài để dự thi, kiểu bài thi á, mỗi tuần thì sẽ kiểu vậy. Thì là cái hình cái dự án của mình mà đưa lên, nhưng mà kiểu mình chưa được mình chưa được chấp nhận ấy ạ, bởi vì mình vẫn còn thiếu bên B. Thế nên là mình được 7 điểm bài đấy nhá. Thì hiện tại là mình có 3 điểm là 6, 9 và 7 điểm. Thì tuần trước mọi người nói chung là mọi người dành chút thời gian để làm trên hệ thống cho mình, đấy mà bài tập về nhà ấy. Nên mọi người làm đầy đủ để không ảnh hưởng đến nhóm ấy ạ. Còn về tuần này thì mình tuần này mình phải thứ nhất là mình phải thuyết trình dự án này. Thứ hai là mình phải tìm đối tác, rồi là cụ thể như ở trên phiếu bài tập của thầy á. Thì thứ nhất là phiếu thôi mình nói luôn là tuần tuần tu, tuần sau mình sẽ phải thuyết trình nha. Thôi em phân em nói luôn là cái về phần thuyết trình này thì mọi người ai có thể thuyết trình được nhỉ? Thuyết trình lên đứng lên thuyết trình ạ. Về cái phần về cái slide bài giảng khởi tạo dự án. Có ai muốn lên thuyết trình ạ? Có kiểu như là tự tin đứng lên thuyết trình ạ? Anh Thắng, chị Phương ạ? Anh Luân nữa hả? Chị Phương thuyết trình không chị Phương? Chị nói vấp luôn, chị không thuyết trình đâu. Thế anh Thắng muốn thuyết trình không ạ? Thôi, ai thuyết trình thì anh cũng thuyết trình được. Sao hả? Em thấy anh thế thì anh cũng tự tin mà. Thôi. Vâng, thế thì tạm thời nếu mà Hà Hạ anh Luân có thuyết trình được không anh Luân? Anh Luân Thôi đấy. không thuyết trình đâu. Thế thế thì dành cho mấy bạn cao với vốn vậy. Thế Đăng hay Hà hay Trung hay là anh có thuyết trình được không? Không nha. Thôi, chịu. Mình Lần định trước đi Huế ạ. Mình định lần Huế. Thôi lần mình trước bảo thế thôi. lần trước Đăng Chốt. có thuyết trình rồi mà. Chứ thôi, thằng này thôi. Ngại lắm. Đúng rồi, Mình nói Đăng hay thuyết đùa. trình mà. No, Ghê no, ốc no, kìa. no, no. Thôi Ngại gì? mình lần này nhà xin kiếu. Thôi mời ấy. Thôi được rồi. Thế thì em thôi, mặc dù em cũng em sợ lắm nhưng mà thôi. Để em thử thuyết trình lần này cũng được. Thôi là nếu mà lần này em nào không tốt thì lần sau mọi người phải có người khác thay em lên thuyết trình nhá. Rồi Sao ok, lại thuyết thế trình thì thôi? để em. Thì cái slide bài giảng ấy thì mọi người sẽ phụ trách ghi học và ghi bài ấy, ghi bài đầy đủ hay là ấy, xong rồi mình cái đấy là nội dung. Một người làm lên demo cái bài slide, một người là chỉnh sửa. Thế là cái slide mình làm nhá. Gửi vào. Đăng thế thì đăng đăng Trung có chỉnh sửa được slide không? Cái đấy Nói thì chung mình hơi kém một tí. ờ Chị thế thì gửi vào đăng nhóm cho.
Từ từ đăng, thế thì đăng, nếu mà đăng lên demo slide rồi thì chị Phương nhá, chị Phương hỗ trợ cái mặt thẩm mỹ, kiểu như là chị có thể kiểu như là chị có thể vào chỉnh sửa phông chữ, hay là nói chung là về, nói chung là chị với đăng sẽ chỉnh sửa slide cho em nhá. Gửi vào nhóm đấy. Cứ gửi vào nhưng nhóm. Nhưng mà chị làm slide rồi ý. Bây giờ chị gửi lên xem có được không, các em chỉnh cho chị với. Vâng. À chị, dạ vâng ạ. Slide chị làm rồi. Sẽ được. Vâng. Thế càng tốt ạ. Vâng. Thế thì mình nếu mà mọi người vâng, mọi người làm slide rồi thì càng tốt. Còn một vấn đề nữa là lúc mà thuyết trình xong sẽ là kiểu trả lời rất nhiều câu hỏi ấy ạ. Thì mọi người sẽ cùng, lúc ấy mọi người sẽ cùng nhau thảo luận về trả lời câu hỏi, ai lên trả lời cũng hỏi câu hỏi cũng được. Em nghĩ là ví dụ như nếu mà quá nhiều câu hỏi thì mỗi người lên trả lời một câu để cho kiểu như mình chia điểm cũng dễ hơn ấy. Mỗi người nói chung là solo một chút. Các em thấy thì mình xong cái bài thuyết trình tuần sau của mình. Còn về cái phiếu giao bài tập LMS trên trên nhóm ấy thì mình phải ở đây cái phiếu giao bài tập thứ nhất là sinh viên đàm phán một dự án cụ thể, sản phẩm lộp là file word, cần làm rõ tên nhà đầu tư, tên dự án, quy mô dự án, tính khả thi của dự án, kết quả đàm phán sơ bộ. Thì cái này mọi người cùng làm, em kiểu mọi người cùng cái mình đã có dự án cụ thể rồi, thì bây giờ mình có dự án cụ thể rồi thì bây giờ mình chỉ cần tìm nhà đầu tư này, rồi nói chung là mình sẽ bàn được cái quy mô dự án, tính khả thi của dự án, và nói chung là thầy cũng cho một cái bản ghi nhớ, biên bản ghi nhớ thì chắc là em sẽ in rồi em lại sẽ làm để kiểu, hoặc là làm một file word để mọi người cùng lục lên nhá. Phiếu thứ hai là sinh viên triển khai tiếp một dự án cụ thể, sản phẩm lục là triển khai biên bản ghi nhớ thành hợp đồng, tức là mình có biên bản ở trên file mềm rồi, xong rồi mình sẽ triển khai, mình sẽ in ra thành hợp đồng. Trong hợp đồng cần làm rõ thời gian thực hiện, chi phí thực hiện, trách nhiệm của bên A và bên B, tổ chức, nhân sự và tài nguyên dành dự án. Nói chung là mấy cái phiếu ở trên đấy thì chắc là mình sẽ lục theo team đấy ạ. Mình sẽ làm theo team rồi nộp. Còn còn cái gì nhỉ? Còn cái trên notebook của thầy thì thầy có ghi là làm đề 2 trên trang học kết hợp, đấy là mấy cái phiếu giao bài tập ấy ạ. Mọi người làm với cả làm cái bài trắc nghiệm, xem slide này, xem đề cương, xong rồi làm trắc nghiệm. Rồi nhiệm vụ thứ hai là ghi hình hoạt động nhóm trực tiếp thì mình đang làm đây, mình sẽ họp. Thứ ba là lộp link đến biên bản ghi nhớ hợp đồng dự án ở dòng này. Hôm trước ấy mọi người mọi người không đi đầy đủ đây nè, em chưa có chữ ký vào cái bản đánh giá ấy ạ. Thì mọi người lúc cuối mọi người phải không thì lúc mà em lúc mà em mang cái đánh tờ đánh giá đấy thì mọi người phải ký nhá. Với cả khai báo thông tin hướng dẫn 2 trên đấy, mọi người có những cái công việc đấy thì cái mấy cái như là biên bản hay ghi nhớ ấy thì anh Thắng là kiểu hiểu rõ hơn thì có một số vấn đề thì em sẽ hỏi trực tiếp anh nhá. Còn có một số cái thì ví dụ như là quy mô quy mô đâu nhỉ? Cái phần quy mô của dự án ấy ạ. Hay là tính khả thi của dự án thì mọi người quy mô dự án thì mọi người muốn như nào nhỉ? Cái quy mô dự án thì mọi người xác định là trong trong phạm vi nào ấy ạ? Em ơi, phạm vi nhỏ cửa hàng thôi, tầm 500 hoặc 1 triệu gì đấy. Đấy, cái năm trước, cái kỳ trước bọn chị làm cũng thế mà. Cũng quản lý phòng trọ thì cũng tầm đấy thôi. Vâng, tức là
Không, ý em là cái phạm vi, cái phạm vi ý là mình chỉ xung quanh cái trường mình thôi à, mình muốn kiểu như là một cái shop, ví dụ cái shop ở xa hơn nữa hay là gì đó ấy à? Mọi người muốn đưa đưa ý là trong đấy, phạm vi ý Hà em Nội là thế ạ. To thế ạ. Không, chỉ là trường mình huyện thôi, quanh trường mình thôi em ạ. Thầy giáo bảo cái hôm đấy thầy giáo bảo là mình đi quanh quanh, mình tìm qua người quen, xong là mình đi loanh quanh mấy cửa hàng, mình hỏi người ta đấy. Đấy thì dạ, mình làm ở mình cho dễ. Ở dạ, ngay dạ. ngay chỗ trường mình đã có 3-4 shop giày rồi sao mà. Ừ. Quanh quanh shop. Thế. Còn mấy shop. Ok. Thế nói chung là tầm xung quanh rồi đúng không ạ? Thì xem nào, Lan Anh, đây anh Thắng này, anh Thắng này, em này, chị Phương này, Hạ Đăng này, Hà đi, Hà này là chị Phương Đăng Hà là phụ trách bên bài slide tiếp theo này, em với anh Thắng sẽ phụ trách mấy cái biên bản hay là mấy cái ấy này, còn lại là Lan Anh này với Trung này với anh Luân này thì mọi người sẽ kiểu như là mọi người sẽ nhờ vào quan hệ hay là gì đó để hay là mọi người có thể đi khảo sát ấy ạ, thì mọi người tìm ra cái đối tượng đối tác của mình nhá, ví dụ như là ví dụ mình có một đối tác rồi thì mình muốn thêm đối tác nữa hay là ấy, thì mình càng nhiều càng tốt đúng không ạ, bởi vì thế nhá mọi người nhá. Thế thì nhiệm vụ là đấy là nhiệm vụ đều phân chia cho đầy đủ tất cả mọi người, ai cũng có công việc để làm nhá. Thì Trung Lan Anh với cả anh Luân có ý kiến gì không ạ? Sức xấu gì cả. Huế bảo là mở rộng cái gì á? Nên là em hả? Em bảo là mọi người đi khảo sát, kiểu như khảo sát xung quanh trường mình này xem có shop nào không nhỉ? Ý là khảo sát trực tiếp đi xung quanh trường mình á? Vâng ạ. Ok. Thế thì trong tuần này mọi người đi luôn nhá, mọi người thống nhất á, có gì khó khăn thì sẽ liên lạc với cả mọi người. Thế Trung có ý kiến gì không? Mình thấy thế cũng ổn rồi. Thế thì anh Luân, Lan Anh với Trung sẽ đi khảo sát hay là nhờ quan hệ để tìm thêm đối tác nhá. Ví dụ như là sau đó thì ví dụ như là mọi người có thể đi cùng nhau hoặc là chia ra, nhưng mà mỗi hôm mọi người đi cùng nhau thì mọi người có kiểu như là báo cáo kết quả lại cho nhóm này, cho nhóm biết nhá. Mọi người có gặp khó khăn gì ở trong cái việc làm bài tập trên nhóm không ạ? Em ơi, cái câu hỏi của mọi người vào Word ý, thì ai làm? À, cái đấy là chị tải file lên thì nhóm, à đúng rồi đấy, nhóm mình điền link đến file Word, lưu câu hỏi của nhóm khác và phần trả lời của nhóm tại dòng này. Em cũng không rõ cái này, em cũng không rõ cái này lắm, nhưng mà hoặc là bọn mình phải lên trên cái mà chị nhớ cái á, mọi người nhớ cái gì nhỉ? Mọi người nhớ cái hôm trước thầy bảo là cho cái ICBC câu hỏi không ạ? Thì em nghĩ là mọi người sẽ lấy những cái câu hỏi của những cái nhóm ở trên đấy á, một số câu hỏi, xong rồi bọn mình sẽ trả lời những cái câu hỏi đấy, rồi bọn mình up lên. À đúng rồi, thế thì em phân chia luôn nhá. Mọi người đấy, chị Phương không hỏi em cũng quên.
Thế thì em phân chia luôn nhé. Mỗi người tìm hai câu xong rồi trả lời hai câu đi. Hay là mỗi người một câu thôi. Mỗi người tìm một câu của nhóm. Ví dụ như Đăng sẽ phụ trách nhóm 1, chị Phương nhóm 2, anh Thắng nhóm 3, Lan nhóm 4, anh Luân nhóm 5. Mình có 10 nhóm đúng không ạ? Thì mình có 10 nhóm, trừ nhóm mình ra là còn 9 nhóm. Sau đó mình sẽ trả lời câu hỏi. Đấy, chắc là thầy ý thầy là thế, điền link đến file Word, lưu câu hỏi của nhóm khác ở phần trả lời của nhóm mình tại dòng ấy. Chắc em nghĩ là thế đấy ạ. Mọi người trả lời xong thì mọi người sẽ up lên the right. Không thì mỗi người tìm một câu và trả lời lên nhóm của mình ấy ạ. Sau đó thì em sẽ viết file Word, sau đó em sẽ up lên, xong rồi em up lên cho thầy. Thế nhá mọi người nhá. Cái hôm trước cái ICBC mà mọi người phải điền câu hỏi ấy. Mọi người nhớ không? Cái mà ở phiếu ra bài tập 2.1 ấy ạ. Ừ. À 1.1, okay, phiếu ra bài tập 1.1. Cái đấy. ICT PM. Cái mà thầy cho link ấy. Nói chung là tí nữa mình sẽ gửi link cho mọi người nhá. Nhưng mà thấy bài nó không có trả lời. Không, người ta hỏi lên ý, xong là mình sẽ trả lời người ta, chọn thấy trả lời chưa ta. Có rồi, còn thấy quận mấy khi trước à giờ không, lướt xuống dưới nhá, lướt xuống dưới bọn mình là bị lướt hết xuống dưới nhá, không lướt xuống đây. Dưới cái bài 2 bị không có là sao, kiểu không có câu hỏi ấy, toàn của khóa của mấy kỳ trước ấy. Ô thế á. Đâu, bài 2 có mỗi câu hỏi thôi mà, câu trả lời chưa có. Vâng. Em thấy còn của tháng 9 là nhóm 8 thôi. Trước nhóm 1 làm mới trả lời câu hỏi nó thôi. Đây. Thế thì mọi người cũng... Thế thì mọi người... phân chia nhau trả lời câu hỏi nhá. Hay là ai trả lời được câu hỏi này rồi thì gửi lên nhóm, thì người kia tránh câu hỏi của người đằng trước đi. Nói chung là mình trả lời được tầm 9-10 câu. Thế nhá, mọi người có thắc mắc gì nữa không ạ? Về cái... Em ơi! Dạ? Cái 2.0, 2.1 ý, mình có cần làm cá nhân không? Hay làm hay không? Mình làm ý. Em thấy cái này là nhóm đấy chị ạ, bởi vì dự án, khi mà bắt đầu vào dự án rồi thì làm mình làm nhóm luôn hết ý. Thấy cái nút lộp trong SV thì chỉ cần một người lộp thôi nhỉ? Không chị ạ, lộp hết. Em nghĩ là em kiểu một em, một bài nhóm vâng. Thôi là sẽ phát cho cả nhóm thôi, cả nhóm đều gửi. Vâng, đúng rồi ạ. Kiểu vậy đấy ạ. Kiểu vậy đấy ạ. Thế thì cuối tuần này trước giờ cái hôm chủ nhật thì mọi người cùng vào cái link trên Drive mà lần trước em gửi, xong mọi người lại đánh giá tiếp nhá, để em nói chung em đi in xong rồi lại xin chữ ký các kiểu nhá. Hôm công việc cũng chỉ thế thôi, em cũng phân chia đầy đủ cho mọi người rồi. Mọi người còn thắc mắc gì không ạ? Không bạn ơi. Không vấn đề đâu. Dạ vâng ạ. Thế 10:03. Nếu mà có thắc mắc gì thì mọi người sẽ ghi lên nhóm, xong mà mình sẽ cùng thảo luận, hay là có vấn đề gì thì hay báo cáo công việc mọi người đều gửi lên nhóm hết nhé. Thì buổi họp hôm nay chỉ thế thôi. Bye bye mọi người. Mọi người ngủ ngon. Vâng ạ, dạ vâng. Trung ơi, Trung gửi cho mình cái bản record nhá.
Ok bạn. Ok, chung okay. Bye bye mọi người.